Xin chào mọi người đang xem kênh Nhiều Anh TV nha. Hôm nay mình đang mua tôm sống về để làm sốt thái chấm ăn mọi người. Một con 6.000 won, khoảng 120.000 từ Việt Nam mình. Nay mình mua 15 con nha mọi người. Tôm tươi sống ngon lắm. Tôm này bên Việt Nam mình gọi là tôm bông cái gì nè. Đó. Hai dây xinh xinh tôm bông bơi trong bể nước. Cầm sao mi ta. Bà chủ cho mình coi luôn. Đây, 15 con tôm của chúng ta. Bị hôn mê à mọi người. Bây giờ mình sẽ ướp nước đá với lại soda nha. Hộ nước đá. Cục nào cục nát chỗ trong còn chết. Rồi, tiếp theo là nước soda vô nha. Làm gì thì tôm của mình nó sẽ giòn và nó không có tanh á. Ngon hơn. Soda không đường nha mọi người. Nó xì lên. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó hôn mê và cho nó giòn giòn khoảng 10 phút nha mọi người. Ôi vậy mà nó còn chưa hôn mê nữa. Sau khi tôm đã hôn mê, mình sẽ cắt cái đầu nó ra nha mọi người. Cái đầu này thì có để dùng để nấu canh đậu tương ăn cũng bá cháy. Hoặc là mình chiên bơ, nhậu cũng bá đạo luôn. Nói chung là đậu tôm làm món gì cũng ngon chứ không có bỏ nha. Con tôm này mắc tiền đó. Tôm này là tôm... tôm bông, tôm vằn, tôm hổ gì bên Việt Nam mình. Cái nhìn nó y chang như cái vằn con hổ nè mọi người thấy không? Thịt không luôn á. Một người ăn khoảng 5 con là no à. Nhiều thịt lắm. Tôm sau khi mình đã lợp xong rồi mình chẻ trên mình của nó gì nè mọi người, mình rút cái chỉ ra. Đó, thịt bon. Bây giờ bỏ vô trong cái thau nước đá này lại. Bây giờ đây lon bia, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Đó. Mình sẽ chế vô đây cho nó thơm bia xíu nha mọi người, bớt tanh. Con tôm giòn ngon, còn nửa lon uống đi. Ôi, ngon quá mọi người ơi, tôm của mình tắm bia luôn. Ở bên Việt Nam mình mà ăn nít mới đẻ đó chị, thường hay mà trời còn cái cứt nữa. Còn hay, thường hay đẻ ra xong tắm bia cho nó trắng kiện. Việt Nam mình ngâm đây khoảng 5 phút. Rồi bây giờ mình làm nước sốt mình chấm nha. Đổ tỏi với hành vô đây. Tại vì không có hành tím đó, mình dùng hành tây. Xả ớt, chanh, thịt mình cắt vỏ lấy hộp, nước mắm nhĩ thơm ngon của Việt Nam nha mọi người. Rồi mình bỏ thêm khoảng 2 muỗng đường nữa nha mọi người, tại vì Tiên không thích ăn ngọt, 2 muỗng thôi, còn ai muốn ăn ngọt thì bỏ 20 muỗng. Đây là ớt bột tươi Tiên mới mua thêm nha mọi người. Cái loại này thì nó không có cay nhiều, nó chỉ tạo màu thôi và cái độ sệt cho nó ngon á. Cái loại này thì ở bên Hàn Quốc người ta thường dùng làm kim chi khoai lang hoặc là kim chi cây củ cải vào mùa hè đó. Nói chung là để làm kim chi. Ớt bột tươi. Ớt tươi ta xay ra. Đó, thì sẽ bỏ thêm khoảng 3 muỗng vô nữa. Rồi, bây giờ mình xay nha mọi người. Ôi, tay Tim này đẹp quá mọi người. Che lại. Nó văng thấy bà nội luôn. Đó, được cái nước sốt ngon chưa? Xin chào mọi người. Đây, lại là chị Tiền của chúng ta mọi người ơi. Hôm nay mong là chị sẽ không mắc cỡ nữa. Bữa nay bình thường bỏ, chưa? Bỏ quên mắc cỡ nhà rồi. Mọi người ăn với hai chị em Tiên nha. Mà mọi người ăn cùng. Ăn tự nhiên đi chị. Con tôm ngon, cái gì vậy? Cái này nè. Còn miếng ức. Chấm ra đây nè chị Tiền. Lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời ăn luôn hả? Ừ. Đói quá, ăn thử miếng à. Cay gì đừng cay. Ăn thịt ngon thế. Ê, nước sốt ngon thế.
Cái dòng ăn trực nó ngon á. Nước sốt cay cay, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, nói chung là đủ thứ vị luôn. Có mùi xả. Có mùi gừng nữa, à, mùi tỏi nữa. Con tôm mày khỏi nói à. Thịt nó giòn, nó tươi hay chị ha? Sống mà phải tươi. Mà không có tanh nữa. Tại vì mình chế bia vô mọi người không có tanh miếng nào vậy. Ăn rồi xỉn luôn á. Bia nè, soda nữa. Còn quá. Chị đi ăn cái này lần nào chưa? Lần đầu luôn hả? Thiệt nha mọi người. Ăn lẹ đi, em phải ăn hết á. Cho bà ăn. Vậy là chị tìm bữa nay nè. Ăn đua đi. Lần đầu làm chuyện ấy. Cay hả? Không biết cay hồi dãnh mỏ. Còn thứ ba. Gì? Còn thứ ba. Chị tính là tôi mới một con chứ. Mà chị ăn đồ sống được không? Ăn cá sống được không? Được. Vậy mà được. Bà đi nhậu chồng bà ghét mà đồ sống, cá sống, đồ ăn được hết luôn. Thường thường mấy chị Việt Nam bên này á, ít khi nào mà ăn được đồ sống lắm. Ê, bữa nay không phải là mất cỡ hồng mà một hồi là lý do là cay là sẽ hồng nữa nha. Mà mặt của chị á, bình thường nó đã hồng rồi. Sao mà cái mặt bà hồng, hồng tự nhiên luôn mà hồng. Da bà yếu hay là bị dị ứng hay là do máu không biết. Tiền thì ăn thấy cũng cay nhưng mà cay nhẹ nhẹ ngon. Còn chị Tiền thì kiểu như là bà chắc là ăn cay dễ hơn Tiền. Ăn kì. Ngon thiệt. Ê bữa hôm về qua chung với em mà gặp tìm được người thân. Chương trình gì ta? Tìm những cái gì? Chương trình gì bên Việt Nam vậy? Chương trình tìm người thân nghe bẩn gì? Đi đâu? Thì nó đó, nó đó. Nhờ Tiên đó mà chỉ để tìm được những người bạn làm chung công ty họ còn bên Việt Nam. Em nước sốt này ăn không được. Càng sao? Cay thì càng ngon. Ý là ăn điền á. Cái này mà chị nướng cá hoặc chiên cá chị rưới lên ăn là bá cháy luôn. Thấy chị Tiền mới hít hà thấy khổ quá à. Cho bà uống nước soda đào với chanh nè. À. Cầm đi lên cho Tiền, cầm đi lên. Cầm đi lên, ờ. Đó. Chảy vô. Ờ, cái tiếng nó xì xì cái đã. Phải lên. Đó. Rồi. Vô, vô, vô. Cơm bè. Cay quá quýnh rồi. Uống lẹ. Ngon quá. Rồi ăn tiếp đi. Được chưa? Được rồi. Mà không có tanh gì luôn á chị. Thấy không? Không tanh miếng gì luôn á chồng. Rất là ngon. Con tôm nó giòn. Nó giòn, nó ngon, dễ sợ. Cái tầng 2. Cái này mà phải uống rượu vô hoặc là uống bia mới đã. Tội nghiệp chị Tiền quá à. Không biết băng cay dở gì luôn á. Mốt làm bớt cay lại. Mốt lần sau rủ chị ăn này bỏ chừng chục trái ớt thôi. Dám đâu cay hả? Phải chỉ mà không lái xe nha. Là nhậu bia rồi đó. Chị Tiền nhậu được đúng không? Chị Tiền mâm nào cũng chơi chứ. Nhậu bia, lái xe, ăn đồ sống, nội chợ đảm đang. Ê, ăn này giống gì em? Rau câu, thịt dừa. Nó giòn tới mức đó vậy đó hả? Mà tưởng tượng như là ăn rau câu, thịt dừa vậy. Cái con nào như con đó. Cay nhưng mà thì nó đều là tôm mà. Bà nói cũng như không. Ừ.
Mấy con tôm này bên này á, người ta ăn sống không mà. Còn mà tôm để dùng để nấu ăn rồi kia là người ta mua tôm Việt Nam mình, tôm bạc hoặc là tôm hổ vàng rồi. Chấm không dính nè. Uống cái nồi nước luôn. Vô, vô chị Tiền, vô. Tượng trưng thôi, đừng đụng vô. Lây nhiễm à? Lây nhiễm. Được không? Thấy tội nghiệp chị Tiền quá chị Tiền. Chị còn ổn. À, không biết mặt đỏ mà bần bần. Đàn bà mà không ăn ớt cay là không có ghen nè. Bà này chắc là không ghen chồng ở đâu. Gánh đâu ghen chi. Gánh đâu ghen chi. Ủa sao nãy. Ê. Cái nãy mình rút lưng ngọn này là với cái đứt với cái bụng khác. Hai cái luôn ha. Ê. Cái gì? Còn ba con. Bà ăn đi. Thôi. Nãy giờ bà ăn mấy con rồi? Hả? Quên tím à. Cái hai con thì chị ăn một con nữa. Chị mấy con à? Trời trời, bà ăn mấy con à? Bốn con à? Trời có bốn con à? Bảy con. Bà ăn bảy con rồi đó. Ăn tám con rồi đó. Cái gì vậy? Ăn cái máy trời. Còn ba con này chị ăn hết em đi. Em ăn đi, nãy giờ 8 con rồi đó. Chị ăn mấy ăn con? Ăn cắn chụp đi. Thôi. Nguôi. Sù xì nè. Còn 3 con. Ăn thì ngon mà cay quá chị Tiền, giống như là chả tắm bao giờ. Mình ăn 8 con rồi, bá ăn mới có 4 con, 4-5 con gì à. Rồi em hai con chị con đó, này ăn con bự đi. Không ép bà luôn đó. Thấy bà cay tội nghiệp quá mọi người. Đổi đi, con nhỏ rồi. Ăn con nhỏ nữa. Nước sốt này chấm gì ăn hả ta? Chị mày ăn cái gì? Cay muốn chết. Ha. Mình ăn một con rồi, bả mới cắn có nửa miếng rồi mọi người. Có xài nhanh quá. Có xài. Hổm gà bệnh á, không quay video được. Bữa nay được như sức chuồng. Ok. Trời trời, mình ăn một chục con tôm mày luôn trời. Một phút 30 giây. Yo. Cô xe hả sắc xe à? Sức khỏe sao? Ăn như tra tắm nha. Ngon chị Tiền? Ngon. Ngon. Lần sau nhớ mời nữa nha. À, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video ăn tôm của cô chị Tiên nha. Ủa lẩu. Của Tiên và chị Tuyền. Đăng ký nhấn chuông và comment ủng hộ cho kênh Về Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Hôm nay được xem video giữa hai thái cực nha mọi người. Một người ăn cay và một người ăn không cay. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.